Chào mừng mọi người đã quay trở lại video mới nhất trên kênh Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh. Và mình là Nực. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm chọn lọc đến với mọi người trên kênh Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh. Và mình rất vui khi được review, đánh giá và chia sẻ những cái sản phẩm chất lượng và được tuyển chọn như thế này. Và xin mời mọi người theo dõi video này. Hy vọng video này sẽ chia sẻ thêm cho những quý vị khán giả nào đang có nhu cầu về cái sản phẩm về đồ gỗ, thêm am hiểu, thêm thật nhiều những cái kiến thức để có thể chuẩn bị cho mình và sau đó là sẽ chọn lọc được những cái sản phẩm chất lượng nhé. Xin mời mọi người. Vâng, thì xin giới thiệu với mọi người đây là chiếc sập thập điểu cuồn mai bằng chất liệu gỗ vụ mật do cơ sở Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh chế tác. Và chiếc sập này có kích thước là 1m6 và 2m mọi người ạ. Đục tay, hàng đục tay và kích thước là lá mặt dày là 2 phân và khuôn tranh là 8 phân nhé, 8 phân đậu và lá mặt là 2 tấm dày 2 phân, mặt vân đây. Đấy, mọt được chọn vân như thế này. Đó. Quây thập điểu cuồn mai thì có những cái chi tiết như thế này. Thứ nhất là quây cổ niền. Quây trước là dày 10 và quây hai quây hông là dày 8 phân và cũng là cổ niền mọi người nhé. Chân của chiếc sập này thì là vuông 22, phần dưới này thì là đục gốc cây mai, gốc cây mai và một cặp hạt như này đang con ăn con ngủ này. Đấy. Và trên này thì là có một chú sóc đang bậu vào một cái lá nho, dưới lá nho là một chùm nho và sóc thì đang ăn quả nho như thế này. Mỗi phần chân là đều là một gốc mai và có một cái cành chìa ra và hai bên là hai bên đối xứng nhau. Ở giữa đối xứng thì ở giữa là có một cặp chữ thọ, một cặp chữ thọ được đục theo một dạng, theo hai dạng, đó là chữ thọ tròn, đây là gọi là chữ thọ bầu dục, bên mình hay gọi là tròn, và một chữ thọ vuông như thế này. Đấy, đây mọi người hình dung rồi. Và xung quanh chữ thọ bầu dục này thì có dải hạt châu, đấy, mang thể hiện cái sự vương giả và cái sự luôn là cái sự mãi mãi, tại vì hạt châu này sẽ được đục xung quanh sập luôn. Đó, thì vị trước có một vị sư có vào cơ sở Đỗ Tĩnh và chia sẻ, đó là thể hiện cho cái sự sự tiếp nối, cái sự mãi mãi của một cái vòng hạt châu. Đó. Và dưới này thì anh em mình có 10 chú chim gọi là thập điểu. Đó. Và tất cả đều được đục chạm bằng tay hết mọi người nhé. Phần đặt đục tay thì sẽ có sự kênh bong và hai lớp như thế này, đục lớp trên lớp dưới như thế này. À, chim chóc như này và bông mai là có bông mai, mọi người có thể hình dung là khi mà đục các loại, khi mà gọi đục tay ấy, thì tất cả các bông nó đều khác nhau, bông úp, bông mở và có nhụy như thế này, đục nhụy là mọi người nhìn những cái cánh mai nó sẽ đan xen và nó sẽ khác nhau, thì nó là cái hàng đục tay và nó sẽ kênh bong, nó sẽ đục kênh bong và cái độ sắc nét của từng chi tiết nó rất là nét mọi người nhé. Đó, đây mọi người có thể hình dung là hai lớp như thế này. Đó. Và tất cả đều được làm bằng chất liệu gỗ vụ mật mọi người nhé. Nên màu cánh rán vuốt vách ni, chỗ tre lá chuối và nên màu cánh rán già như thế này, màu vách ni mọi người nhé, thì nó sẽ rất là sâu đồ. Đấy, mọi người hình dung này, đằng sau một khúc gỗ dày nhưng mà đằng sau được lật lại và vơ đi, gọi là vơ đi như thế này, đây này mọi người này, hình dung này. Đấy, thì khi mà nhìn thì nó sẽ rất là có chiều sâu và có cái độ mảnh mai của những cái đường nét đục chạm. Đấy, chính vì thế là cái hàng đục tay bao giờ cũng trông thật mắt và thực tế là mình nhìn nó sẽ có hồn hơn, bằng mắt thật của mình nhìn nó sẽ muốt mắt mình và nhìn nó có một cái gì đó nó rất là truyền vào cái ánh mắt nhìn của mình, nó rất là mát, nhìn nó rất là tinh tế mọi người ạ. Đấy, rồi hai đôi chim này, đôi chim công là
đuôi đều được làm rất là bay. Đó. Đây, dưới này là đây nè, dưới này là phần chân này và phần cánh đang vẩy lên và phần đuôi thì đang được gần như là con chim khi mà nó ngoảnh lại và nó đậu trên cây và nó tiếp tục nó định nhảy sang một cái cảnh khác thì nó tạo ra một cái thế, một cái dáng cực kỳ đẹp như thế này. Đó. Và đây mọi người nhìn này. Phần gốc cây. Cái phần này thì anh em mình sẽ cho vào nhé, tại vì khi mình nắp ở đây thì mình sẽ nắp không được khít, để khi mình tháo ra nó sẽ dễ hơn, khi mà đến tay khách hàng sẽ làm nó khít hơn. Và đây mọi người nhìn từ cái phần bạnh gốc cây này, nhìn những cái đường thân cây nó cực kỳ là dài, những cái cành non cành già nó được điểm vào với nhau, nghệ nhân chế tác với nhau, chính vì thế là trông nó có hồn hơn rất nhiều. Và tiếp theo là mình nhìn những cái chùm nho nó rất là đẫy đà này. Đó, chùm nho cực kỳ là đẫy đà mọi người nhé. Đấy, mọi người hình dung không? Rồi, những cái cành này đục ba lê luôn, đục ba lê luôn mọi người ạ. À. Những cái cành thân này, cành non này, cành nó rất là bay. Đục lấy cái độ nảy nề nó cực kỳ là chất lượng. Đó. Cực kỳ là nhìn nó rất là sướng mọi người ạ. À. Là phần hông nhá, phần hông thì được đục chạm thì giống mẫu đằng trước nhưng mà các chi tiết thì nó sẽ được giản lược đi một tí, tại vì cái phần gỗ ở phần hông nó sẽ không được dài và không được rộng như đằng trước, tại vì 1m6 2m mà, và nó sẽ thách lên, nó thách cao lên một tí để cho tổng thể khi mình nhìn một cái chiều chéo vậy nó sẽ có độ điểm chính ở đây và những cái điểm phụ ở đây nó sẽ đẹp hơn. À, nhìn nó sẽ có cái dáng dấp của nó, nhìn nó sẽ khôn hơn mọi người ạ. Đây, được đục chạm đường nét như thế này. À, phần hoàn thiện thì rất là bóng bẩy, cũng hoàn thiện cực kỳ là sắc nét mọi người nhá. Đó, nhìn nó nuột, nó bóng bẩy như này. Đó, kiểu là cái hàng chất lượng sản phẩm cao cấp thì những cái đường gờ chỉ này nó rất là sắc nét này và cái phần góc này nó rất là khôn này, cực kỳ khôn này. Đấy, nhìn cái độ bay bo viền này nó khớp nối vừa khít này vừa đẹp này. Nhìn nó rất là nuột này mọi người ơi. Đó, nhìn nó sẽ nuột hơn tại vì mỗi từ cái mặt này đi cũng là cái hàng cao cấp hơn, sản phẩm đắt tiền hơn. Đấy, mặt chọn này, vào mộng đẹp này, đúng nề nối chuẩn này này, chuẩn này, và vân veo là phải chọn lựa này. Đó, mọi người thấy được cái chất lượng không? Đây này. Đó. Vâng, và như vậy thì Đỗ Lực vừa mới chia sẻ cho mọi người về chiếc sập thập điểu cuồn mai 1m6 2m của đồ gỗ Đỗ Tĩnh, bằng chất liệu gỗ gụ cổ niền. Đó. Và đường nét đục chạm này, từ chi tiết đường nét đục chạm cho đến kích thước dày, ná mặt dày 2 phân 2 ná này, và khuôn tranh là 8 này, và cuôi là 10, cuôi tiền 10, cuôi ngang là 8 và chân 22. Thì Đỗ Lực đã chia sẻ rất là chi tiết, và video này cũng là một cái yêu cầu của khách hàng, cho nên là Đỗ Lực review thêm để cho quý khách hàng và cũng như là những người yêu đồ gỗ được thấy được cái sản phẩm đục mà chạm cũng như sản phẩm đẹp của đồ gỗ Đỗ Tĩnh. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo, mình xin được kết thúc tại đây. Anh em nào thấy yêu mến đồ gỗ, hãy đăng ký kênh của đồ gỗ Đỗ Tĩnh để có thể xem thêm thật là nhiều những cái sản phẩm khác mình sẽ review trong tương lai. Xin hẹn gặp lại mọi người, xin chào.